Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review, giới thiệu, chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một chiếc xe Hyundai Santa Fe mà bên em Lợi vừa mới nhập về. Đó là chiếc Hyundai Santa Fe MLX sản xuất năm 2009 màu đen, biển 4 số khá là đẹp đấy quý anh chị này, 30P8800. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ chợ ô tô Hà Đông bên em Lợi để được xem xe và chạy thử trải nghiệm nhé. Đây là địa chỉ cửa hàng bên em Lợi. Bên em Lợi thì còn rất nhiều dòng xe để phục vụ quý anh chị đây. Đấy, toàn bộ xe máy dầu, xe bán tải còn khá là nhiều để phục vụ quý anh chị. Vâng, và quay trở lại với cái chiếc Hyundai Santa Fe 2009 MLX bán đủ này, 3 vùng điều hòa nâng hạ chân ga này. Đấy, xe màu đen tên tư nhân biển Hà Nội nhé. Toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý chị không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn. Máy số là nguyên zin. Đấy, khẳng định với quý anh chị đây là những chiếc xe đẹp và chất lượng. Về cái thương hiệu của Hyundai Santa Fe thì quý chị cũng biết rồi, chất lượng đi thì cực kỳ đậm và chắc, xe thì máy dầu. Đấy, chiếc xe này là xe máy dầu, sử dụng động cơ 2 chấm, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít, xe nhập nguyên chiếc Hàn Quốc. Và phần đầu của chiếc xe thì được trang bị đèn pin xi lông này. Đấy, toàn bộ đèn pin xi lông. Với em Santa Fe này thì trang bị rất là nhiều đồ chơi như 3 vùng điều hòa này và cho nâng hạ chân ga đều được trang bị đầy đủ hết rồi. Xe màu đen biển Hà Nội. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ân chung theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để được trải nghiệm các dòng xe mà bên em Lợi đang chào bán. Và về 4 cánh cửa cốp trước cốp sau của chiếc Hyundai Santa Fe này thì bên em Lợi cũng cam kết với quý chị tất cả là không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đèn, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì đầy đủ, rút hồ sơ cho quý chị nhá. Toàn bộ này, móc khóa này. Đấy, rất là đẹp. Và kính thì được dán 3M rồi. Toàn bộ xe lên sườn bên ngoài của chiếc xe thì khá là đẹp đây. Đấy, lốp của chiếc xe này cực kỳ dày. Đấy, từ các cái ba đời sốc trước sau đều nhau. Ba bu lê bậc lên xuống của chiếc xe đây, toàn bộ rất là mới. Lên sườn của hai bên chiếc xe thì cực kỳ căng và đẹp. Nên xe được trang bị xi nhan trên gương nhé. Từ các cái xi nhan trên gương này. Đấy, rất là sáng, xe hơn chục năm sử dụng nhưng mà toàn bộ mọi thứ nguyên bản hết. Đây, kính phía trước, cái kính lái của chiếc xe đều là của Hyundai. Đấy, kính lái của Hyundai, xe được trang bị la răng đúc. Đấy, lốp của chiếc xe cực kỳ dày. Đấy, lốp khung gầm thì em Lợi chạy thử khá là chắc chắn và cực kỳ dày. Đây, có một số điểm chầy xước này, khá là bé. Sau 2 hôm này em Lợi sẽ cho sơn và đánh bóng lại các cái điểm xước này. Từ các cái phần mép đầu của chiếc xe này, đấy, rất là bóng này. Đấy, tất cả các cái phần mép đầu không bị móp méo gì. Đèn pha thì cực kỳ sáng và đẹp, nguyên zin. Đèn pha của chiếc xe và mặt ca lăng này sáng và đều. Đấy, chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới lấy về thôi, chưa dọn dẹp gì. Và sau 2 hôm là sẽ cho đầu tư khoảng tầm 2 triệu, sắp xỉ 2 triệu đồng để được trang điểm lại cho em ấy. Ví dụ như một số điểm chầy xước, đánh bóng lại. Đấy, toàn bộ quay mộc nguyên bản luôn cho quý anh chị này. Sơn hai phần đầu hơi xước một chút. Đấy, toàn bộ ba đợt sốc và các cái khung gầm. Đấy, rất là mới. Đấy, móc khóa mạ chrome cực kỳ đẹp.
bậc lên xuống bên phụ của chiếc xe này. Đấy, ba bu lê này khá là đẹp và nguyên bản từ đầu. Lốp và la răng sơn zin còn rất nhiều nên nó cực kỳ bóng và đẹp. Đặc biệt là xe đèn hậu của chiếc xe này, đấy, toàn bộ là zin và xe được trang bị camera lùi. Đấy, tất cả xe phía sau hậu đều rất chi là đẹp. Bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đây nội thất phía sau này. Đấy, ghế phía sau này, sàn này và xe được trang bị dàn điều hòa phía sau nhá. Đấy, điều hòa phía sau này độc lập này. Chỉnh gió điều hòa độc lập, ba dàn điều hòa, cửa sổ trời. Đấy, trần thì nguyên bản từ đầu. Từ các cái phần ốc cốp sau là nguyên zin này, chỉ cốp sau là nguyên bản. Đấy, không có dấu hiệu bị đâm sâu gì. Hai bên thành cốp sau đều rất chi là đẹp và các cái ốc phía sau này nguyên zin hết từ đầu. Ốc đèn, táp ly, nội thất ghế phía sau đây, toàn bộ nội thất ghế phía sau rất chi là sáng và mới, không có dấu hiệu bị chảy rách gì. Xe được trang bị nội thất ghế da màu đen cực kỳ đẹp đây quý anh chị ạ. Táp ly bóng khí nguyên bản hết từ đầu. Đấy, trần của chiếc xe cửa sổ trời này rất chi là đẹp và mới. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Đây, toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa phía sau này. Đấy, nội thất ghế phía sau. Đấy, xe sử dụng hộp số tự động máy dầu. Đấy, Hyundai Santa Fe. Hai bóng khí này, bóng khí phía trước, táp ly nguyên zin. Cái củ số của chiếc xe này khá là mới đấy quý anh chị này. Đấy, hộp số tự động nhá. Ghế lái và vô lăng của chiếc xe toàn bộ là nguyên bản và cực kỳ đẹp. Toàn bộ vô lăng này, nội thất táp ly cực kỳ mới. Trải sàn 5D này, được trang bị trải sàn 5D quý vị nhá. Từ các cái bậc lên xuống của Santa Fe này, ốc cột này, ốc khóa cột đều là nguyên zin và đẹp. Đấy, táp ly cánh cửa này nguyên bản từ đầu. Xe Santa Fe máy dầu, đi khá là tiết kiệm 7 chỗ ngồi. Và các cái kính của xe thì đều kiểm tra rồi, đều của Hyundai này và đều có số 9 theo năm sản xuất 2009 của chiếc xe nhá quý chị nhá. Cái phần táp ly nhựa này, vân gỗ này, móc khóa này khá là đẹp, chưa sơn lại đâu, toàn bộ zin hết. Bộ cái phần khoang máy của chiếc xe, vâng, về phần đầu của chiếc xe khoang máy rất là khô ráo và không có dấu hiệu chảy dầu gì. Từ các cái ốc đèn này, ốc tai nguyên zin hết đấy, chỉ cabo là nguyên bản và đặc biệt các cái chống nóng của cái cabo này nó không bị xù. Đấy, tem mác của cabo là nguyên zin nhá, chữ Hàn này. Đấy, tem xịn sò của Hàn Quốc nhá. Đấy, toàn bộ phần đầu máy rất là khô ráo và đẹp. Động cơ máy dầu. Khoang máy của chiếc xe thì đang bám đất bụi và sau 2 hôm nữa em Lợi sẽ cho dọn vệ sinh. Đấy, tất cả nó lại sẽ đẹp và rất là xuất sắc đấy ạ. Đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy nổ rất là êm. Đấy, với công nghệ máy của Hyundai Santa Fe CRDi, máy nổ rất là êm nhé. Vật do ở đây nó sát với đường nên nó hơi ồn, nhưng mà thực chất em đứng em nghe cái máy của Hyundai Santa Fe này, máy nổ rất là êm này quý anh chị ạ. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2009 MLX. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.